Hi, welcome back to my channel, Stars Critical. Steven here. Okay. Please look. Freeze the mass.
Nếu nhìn như lại thì đây như kiểu là một bức tường ngăn cách. Nhưng khi nhìn thẳng ra thì lại không thấy gì. Không biết là như thế nào. Chỉ có bốn bên bốn bức tường. Kìa, kìa một chấm. Bạn sẽ đi đến điểm chấm này. Trên đó có gì nào? Xin hiểu ông ta đang ở kia. Let's go. Chấm này thì lấy rồi. What? Tìm một chiếc chìa khóa. Ok. Đây là một ngôi nhà. Có vẻ chiếc chìa khóa khá xa. Có thể ở trong ngôi nhà kia rồi. Chuẩn mày. Sau đó các bạn sẽ quay lại. Oh my gosh. Mày không biết gì. Quay lại chiếc xe. Ok, và tiếp tục các bạn sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo. Let's go.
khoai luôn. Tốc độ di chuyển của con trâu chuột này cũng khá là khó, xin các bạn cẩn thận. Mình sẽ đi lại xem như có gì không. Chuồn thẳng xuống dưới. Đây là một đường cụt, không phải. Có cái gì đó phá vỡ cái này. Oh my gosh, wow. Hy sinh luôn. Ok. Và thực hiện thứ 7. Sit in here, robots. Fight! Let's go. Tựa game này hình như có thể bị lỗi rồi. Và lại không chơi được nữa rồi. Ok. Và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.